sơn như này để làm trong cái mộ này, đúng này. Đang nằm đất nha bạn, chua cái cục này nó như con ốc sên nha, nó quần quái. Nằm trong gà bao xếp nha bạn. Dạ cái cục quái chắc mình cắt ha, chắc cái lây quá, lây gà cho này. Cái cục này bự lắm. Yeah.